Phim mới nhất của Kamen Rider bỡ pha xuất hiện trong V-Cinema Kamen Rider Kiss Sự Trỗi Dậy của Yamato. Nội dung sơ lược của phim mình đã có đề cập trong clip tất cả những biến thể của Kamen Rider Kiss nằm trong phần Doom Kiss nhé. Nên mình sẽ chỉ tóm tắt về phần quan trọng liên quan tới Poison Break, phần mới nhất của Bob Pha mà thôi. Với sức mạnh ngang tài ngang sức của Doom Kiss cũng như Kiss Knight, hắn ta đã giam Ace tại thời điểm hiện tại vào một không gian bí ẩn, trói chặt anh bằng những sợi xích của định mệnh. Bob Pha là người duy nhất để bảo vệ đứa trẻ, anh ấy muốn thay đổi thứ tương lai mà Doom Kiss báo tới. Nhưng hắn ta đã đưa ra kết luận, phán quyết của hắn là phải tiêu diệt đứa trẻ sẽ trở thành Ghost Yamato trong tương lai. Trận chiến giữa Bob Pha trong hình dạng zombie, anh không thể nào là đối thủ của Doom Kiss, kẻ có sức mạnh thậm chí còn hơn cả Kiss Knight. Ăn hành như tử cho đến khi nói về sức mạnh niềm tin, về lý tưởng, thứ sức mạnh của Yamato được cấy vào người anh đã được Beroba thức tỉnh một lần nữa. Tưởng chừng nó sẽ nuốt trọn anh mới chính là kẻ trở thành Yamato tối thượng. Hồi đáp lại ý chí của bản thân cũng như sức mạnh từ thần sáng thế Ace, chiếc bóp cò của chính anh đã được tạo ra, Poison Break, mở ra gương mặt của Bob Pha cùng bàn tay zombie mang rợ, kết hợp cùng với Desire River để tạo ra hình dạng tối thượng, Poison Break. Tạo hình của anh là một bộ chiến giáp màu bạc, trải dài trên nó là sức mạnh của độc tố, giống những chiếc cây của Yamato. Sự hòa trộn hoàn hảo giữa cả hai sức mạnh mà Bob Pha từng sở hữu, tông màu đã thay đổi từ tím chuyển sang màu bạc, đại diện cho khung xương của con zombie dần tiến tới trạng thái mạnh nhất. Cặp sừng của anh cũng được chuyển hóa trở thành màu đen để phù hợp với tông màu chủ đạo, cũng như tấm áo choàng tím tô thêm sức mạnh và quyền uy của Bob Pha. Vũ khí chính của anh được kết hợp từ Poison Breaker cũng như cặp móng vuốt gắn trên toàn bộ cánh tay trái. Nó là bàn tay với 5 chiếc móng vuốt khổng lồ, được điểm tô cũng từ tông màu bạc. Những chiếc móng vuốt với tông màu cam tự sức mạnh độc tố, kèm với đó là những chiếc lưỡi cưa được gắn khắp trên những ngón tay, tạo nên một vũ khí vô cùng hoàn hảo, có khả năng cưa toạc tất cả mọi thứ. Đây là form xứng đáng với danh hiệu Final Form của Bopha khi kết hợp được cả sức mạnh của Yamato và tất cả những gì đáng giá nhất của hình dạng zombie và nâng cấp lên một tầm cao mới. Tất cả sức mạnh của Bopha ngoại trừ việc anh có thể đánh ngang với Kiss Knight, hay chính xác lúc này là Doom Kiss, chúng ta không cần bàn cãi về sức mạnh thể chất của anh. Vũ khí chính cũng là điểm nổi bật nhất của Bopha Poison Break là bộ móng cưa của anh. Nó giúp cho Bopha tấn công kẻ thù, ngoại trừ lượng kịch độc còn đến từ sự sắc bén của những chiếc lưỡi cưa cưa toạc kẻ thù bằng năm hướng khác nhau. Chiếc móng vuốt này có tạo hình vô cùng khổng lồ giúp anh đỡ những đòn tấn công, thậm chí đến từ King Yamato với những đòn laser cực mạnh của hắn cũng không nào làm tổn thương được chiếc móng vuốt. Bộ móng vuốt kết hợp với lưỡi cưa cũng giúp anh trở thành một chiếc thang máy di động, né những đòn tấn công cực kỳ nguy hiểm của kẻ thù bằng khả năng di chuyển linh hoạt của nó. Để tôn lên sức mạnh cũng như uy lực từ chiếc móng vuốt này, ta sẽ gọi tên những đòn tất sát của Bopha, Poison Strike, cường hóa những chiếc móng tăng cường sức mạnh của nó, gây sát thương cực lớn lên người kẻ thù. Để kích hoạt đòn tấn công tầm xa, anh sẽ truyền nguồn năng lượng tím vào trong móng vuốt, đâm thẳng xuống mặt đất, tạo nên hàng loạt tia sét màu tím tấn công kẻ thù trên khắp sân đấu. Đòn tất sát thứ hai, Poison Ray Victory, cũng có hai biến thể. Anh sẽ trở thành một chiếc mũi khoan kết hợp với những răng cưa trên bộ móng vuốt, khoan toạc kẻ thù. Đây là đòn tấn công trực diện vào Doom Kiss và thể hiện sức mạnh ngang tài ngang sức cho dù kẻ thù của anh có là một vị thần đi chăng nữa. Cú Rider Kick cơ bản kết liễu tình King Yamato.